Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại vlog của mình. Thì trước mặt mọi người có thấy quen thuộc không ạ? Thì đây là cái set cây combo 32 cây mà mình đã xả rễ ở tập 45 cách đây khoảng được 3 tuần, là được khoảng 20 ngày rồi nha mọi người. Vì thời gian mình làm bận rộn nên là không có thời gian làm video kịp lúc như mình đã hẹn, thì đã trễ hẹn một tuần rồi. Thì hôm nay mình tranh thủ mình làm clip này nha. Thì clip này sẽ nói về cái kết quả sau khi mình xả rễ, phơi, chờ rễ, tơ, rổ đồng với chồng nha mọi người. Và tiện thể lần trước mình cũng đã chuẩn bị một cái cách kích rễ mới, đó là kích rễ bằng nước đó. Thì cũng sau 3 tuần các em cũng đã ra rễ nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi kết quả nha. Thì nhìn chung á, khi mà mọi người phơi thì mọi người nên để ở những nơi gọi là có ánh sáng nhẹ cũng được, đừng có thiếu sáng vì cây vẫn phải quay ngược. Và mục đích để giảm cái sự phát triển của cây, nhưng mà thực tế là cây vẫn phát triển nha mọi người, nên là cây sẽ lợt màu đi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi kết quả nha. Đây là một cây hoa hồng đỏ. Lần trước thì màu rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó đã mất màu rồi nha mọi người, mất màu hoàn toàn rồi. Nhưng mà cây không bị hư hại gì, vẫn khô ra ok. Và đây là cái kết quả sau 3 tuần. Ok, cây đã ra rễ rất là nhiều nha mọi người. Thì một vài lá khô nó sẽ xuất hiện vì nó phải cấp nước cho cây để cây có thể tồn tại. Đó. Mọi người khi mà đã ra rễ như thế này rồi thì mọi người lật cho mình những cái lá khô còn lại, sau đó mình bắt đầu trồng nha. Còn trồng như thế nào thì mình cũng đã hướng dẫn ở các tập trước, thì mình không có thời gian mình làm lại. Cái set này mình sẽ gửi đi cho khách, hoặc là mình trồng lại một thời gian mình mới gửi, và mình sẽ làm clip sau. Còn hôm nay mình sẽ cho mọi người coi cái kết quả thôi ha, và chỉ cho mọi người một cái mẹo khác là kích rễ bằng nước. Ok, mình coi những cây khác nha mọi người. Thì hầu như cây này mình có rễ rồi nha. Mọi người đừng có lo lắng á, là cây không trồng nó sẽ hư chết thì sao. Thì mình nói luôn á, là cây xương đá nó vốn dĩ là trồng ở các nơi vùng cằn, khí hậu khô cằn, sa mạc, vùng đá núi, nó không có được nhiều đất. Vậy cho nên mình cũng phải như vậy nha mọi người. Cây sen đá không cần nhiều nước tại vì nó là cây mọng nước rồi. Hầu như cây nào mình phơi cũng ra rễ rồi nha mọi người. Đó, mọi người chỉ khó kiểm tra từng cây xong lật lá khô đi, sau đó trồng thôi. Còn trồng như thế nào thì mình cố quay lại những cái clip trước của mình coi nhé. Đó, cây nào cũng có rễ, mọi người thấy rễ rất là tuyệt vời không? Màu sẽ mất, nhưng mà sau một thời gian mọi người đã thuần được rồi á, khi mà đã thuần được cái bộ rễ mới rồi mà bắt đầu trồng được rồi á, thì vào những giai đoạn vào cuối năm thì sẽ có những cái luồng khí lạnh ùa về. Thì khi đó các bạn ở xứ nóng sẽ được chơi sen màu
như Đà Lạt chỗ mình nha. Mọi người đừng có quá quan niệm là sao sen mình về không có bức, không có màu, mà hãy suy nghĩ làm sao cho cây nó sống sót cái đã. Đó, mọi người thấy cây kim cương không? Đó, để rất là tuyệt vời. Thậm chí những cái dòng đế vương, rễ cọc, một dòng rất là khó như thế này, nó vẫn đã ra rễ rồi nha mọi người. Những cái loại dù hồng mà một trong những cái loại cây mà đưa về mọi người, cây luôn luôn auto gọi là xanh sao hoặc là nó bị rướng thân chết, thì đây mình sẽ rễ sau 3 tuần, cây ra rễ ổn định, form không mất đi, màu chỉ nhạt đi một phần nào thôi. Đó, mọi người thấy kết quả của cái việc mà kiên trì và không có lo lắng mặc kệ cái sen, chỉ là tạo cho mày một cái nơi mày có thể sống. Thì đây kết quả mọi người có thể thấy 100% cây nào cũng có rễ nha mọi người. Rễ tơ, những cái rễ tơ này khi mọi người trồng xuống đất thì cây phát triển rất là nhanh, tại vì mọi người đã bỏ qua được cái giai đoạn là cây hồi phục. Có nghĩa là sao? Khi mà mọi người xả rễ ra, mọi người trồng lại liền thì cây nó sẽ mất khoảng một thời gian nhất định để làm khô vết thương, sau đó nó mới bắt đầu kích rễ mới. Mà trong thời gian đó mọi người chăm chút tưới tắm cho nó, để ở những cái nơi gọi là mát mẻ quá, thiếu sáng thì cây sẽ hư thối. Còn nếu như mọi người để chờ rễ như thế này thì cây đã bỏ qua được một bước an toàn, vẫn an toàn như thế này, đặt xuống bộ rễ tỏa ra khắp một chậu, trong vòng 10 ngày thôi mọi người sẽ thấy cây ổn định trở lại. Ok, nhìn chung thì cây nào cũng có rễ nha mọi người. Còn cách trồng như thế nào thì mọi người quay lại clip cũ của mình xem nhé, ở cái tập gần đây thôi. Và tiếp tục mình sẽ cho mọi người coi cái kết quả cùng thời điểm với những cái cây mà mình đã xả rễ phơi khô thế này. Những cái này là cây mình livestream mình tặng cho khách, nhưng mà do đợt dịch mình không gửi đi được, nên là mình tận dụng mình làm một cái thí nghiệm nhỏ cho mọi người coi luôn. Hầu như cây nào cũng có ra rễ nha mọi người, một phương pháp kết rễ rất là lợi hại. Nếu như mọi người không sợ không có nước cây sống sao thì đây là một cách. Và mọi người lưu ý như thế này, rễ không được chạm nước, nó cần tìm lấy cái hơi nước để nó kéo rễ ra nha mọi người. Đó, như cây này mình sẽ để hoài hoài cũng được. Những cái cây này là do mình để ở trong nhà, nhưng mà trong nhà mình có cổng trời, cổng trời bên hông thôi, không phải cổng trời ở trên đỉnh. Và nó chỉ sáng vào một buổi sáng nhất định, không khó khoảng 4-5 tiếng có ánh sáng mặt trời, và nắng trưa đến chiều nó sẽ mất, nó chỉ có sáng thôi. Thì cho nên á, cây nó vẫn gọi là không mất màu quá, vẫn phát triển, vẫn ra rễ đều. Nếu như mình cấp cho tụi nó một cái quạt thì có vẻ sẽ ổn định hơn. Có mọi người thấy không, rễ phát triển đầm xuống đất có nước luôn, đúng không? Mọi người có thể thấy đây là cái ruby nha mọi người. Hầu như cây nào cũng có rễ, mình có thể nói là 100% cây, những cây ở đây là có rễ, và mình chưa tìm thấy cây nào chết nha mọi người.
chưa thấy cái nào chết. Và hy vọng cái clip này mình sẽ giúp cho được nhiều người, những người mới chơi sẽ yên tâm hơn về cách thuần sinh đá và tạo cho mình một cái vườn đặc sắc hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái vlog này. Ok, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào những chủ đề tới. Mình sẽ đi review các vườn sen ở Đà Lạt và cho mọi người tham quan cái vườn sen, ngắm những cái cây sen lá đẹp nhất mà nhà vườn Đà Lạt cho là đẹp, họ để chơi, trưng bày nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.